Hi, xin chào mọi người. Hôm nay xin mời mọi người cùng mình múc băng tô mì cay này nha. Múc băng mì cay. Mì cay có thêm hai cây xúc xích lạp xưởng. Nóng. Xin mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Nó làm mì cay mua mì cay của Axi Cúc. Mì siêu cay. Bây giờ thử nấu. Mình ăn cái khổ quá. Sao mình nó ra ngon. Nấu mì nó để làm siêu cay cấp độ 7. Nhưng mà theo mình thấy là chỉ cấp độ 2, 1, 2 nữa. So với mì cay thiệt ở ngoài tiệm.
đúng không? Trong mắt hết trơn, không thể nào hết hết nước được nha mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây. Nãy giờ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video bút băng của mình. Nếu thích video thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo. Bye bye, xin chào mọi người.